Máy ăn cỏ là một thiết bị tiện lợi để rút ngắn công đoạn chuẩn bị nguồn thức ăn xanh cho vật nuôi. Nhưng đối với các dòng máy băm cỏ công nghiệp như máy băm cỏ nằm G400 tại đây sẽ được sử dụng liên tục với công suất lớn mỗi ngày và qua một thời gian dài băm cỏ, da băm sẽ có sự hao mòn. Vậy có cách nào có thể giúp người vận hành có thể biến da băm trở thành sắc bén như mới hay không? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi video sau đây. Thu Ngân xin chào mừng quý vị đã quay trở lại trong video ngày hôm nay. Dạ vâng, thưa quý vị, trước mặt quý vị đây chính là dòng sản phẩm máy băm cỏ nằm G400, một thiết bị máy băm cỏ chuyên dụng dành cho các hộ chăn nuôi lớn. Và Thu Ngân dạo này cũng đã nhận được rất nhiều phản hồi về chiếc máy này đối với những ngành hàng đã đặt mua và đã sử dụng. Là khách hàng muốn làm một video chi tiết để có thể dễ dàng thay lắp da băm cỏ của máy băm cỏ nằm G400. Như quý vị có thể thấy lại đây, đây chính là nhân vật chính của chúng ta trong video ngày hôm nay. Hệ thống da băm cỏ của máy sẽ có 4 da băm chính, 2 lưỡi dày đặc. Và khi quý vị sử dụng trong một thời gian dài thì sẽ hỗ trợ cho quý vị trong cái khâu công đoạn là đổi mặt dao hoặc là thay thế dao. Vậy thì trong video ngày hôm nay, Thu Ngân sẽ cùng kỹ thuật viên hướng dẫn từng chi tiết một để giúp quý vị có thể thay lắp dễ dàng bộ phận này. Dù video hôm nay hơi có dài nhưng mà mong rằng quý vị hãy cùng theo dõi với Thu Ngân. Tan tan. Hôm nay là kỹ thuật chung của chúng ta sẽ hỗ trợ trong cái quá trình thay lắp dao. Anh ơi, anh có thể thao tác và hướng dẫn chi tiết một số các bộ phận mà lúc mà cái quá trình thay lắp dao để giúp khách hàng có thể hình dung rõ được cái quá trình này và họ có thể tự thay lắp dao ngay tại nhà được không? Được. Thì về cơ bản thì quá trình thay lắp dao thì cũng rất là đơn giản. Thì chúng ta cần chuẩn bị nó là có thể là một đôi găng tay bảo hộ này và hai chiếc cờ lê, một trong hai chiếc cờ lê 17. Dao băm chính của máy sẽ được lắp cố định bằng 4 con ốc ở đây. Thì để thay lắp dao thì chúng ta sẽ tháo 4 con ốc này ra. Thì trong quá trình chạy thì có thể dao nó sẽ bị mòn. Đây, ví dụ theo chiều băm của máy thì dao sẽ bị mòn bên này. Chúng ta có thể tháo ốc ra và lật mặt còn lại để quay sang bên chiều băm của máy. Trong trường hợp mà cả hai bên mặt dao đều mòn, chúng ta có thể tháo ra để mài lại dao. Sau khi đã tháo dao ra để mài hoặc là lật mặt dao thì tôi sẽ hướng dẫn cách lắp đặt dao vào. Đặt dao lên đây và sẽ tiến hành bắt ốc. Có rất nhiều khách hàng không phân biệt nổi là dao mặt trái hay dao mặt phải như thế nào đâu anh ạ. Thì chúng ta sẽ lưu ý nhé. Ví dụ đây là con dao của máy này. Đây nhìn chiều, đây sẽ là mặt phải của máy. Và mặt ngược lại nó sẽ phẳng. Nó sẽ không không có chiều vát của dao này. Đấy. Sau đó tiến hành bắt ốc. Đây, chúng ta sẽ tạm thời gáo bắt dao vào. Chúng ta không siết chặt nhé. Chúng ta gáo vừa phải để còn điều chỉnh. Sau khi đã gáo vào dao, chúng ta sẽ tiến hành điều chỉnh khoảng cách dao. Ở đây chúng ta sẽ điều chỉnh khoảng cách từ con dao băm, dao quay đây. Và ở dưới nó sẽ có một con dao kê. Đây chúng ta sẽ kiểm tra cái khoảng cách từ con dao quay đến con dao kê. Cái mục đích để chúng ta chỉnh con dao sát với dao kê là để khi mà chúng ta cắt những nguyên liệu mềm như cành lá hay là những cái thân cành cỏ, chúng ta chỉnh sát thì nó sẽ cắt đứt hơn. Nó có tình trạng là nó sẽ bị dài, nguyên liệu băm da bị dài. Thường thường thì giữa dao kê và dao chính thì sẽ cách nhau khoảng bao nhiêu mm không anh? Thường thường thì chúng ta sẽ để khoảng cách nó từ 0,5 đến 1 ly. Chúng ta không nên để xa quá. Xa quá thì khi cắt những nguyên liệu mềm là nó sẽ có thể nó sẽ không đứt được. Đấy, chúng ta vừa chỉnh vừa kiểm tra làm sao cho khoảng cách hai đầu này với cái con dao kê nó sẽ đều. Quý vị có thể thấy là phần dao được thiết kế hơi vắt chéo để giúp cái quá trình băm được thuận tiện hơn và dễ đứt nguyên liệu hơn. Như tại đây thì khi mà kỹ thuật viên đang kê cái căn giữa cái phần dao kê và dao băm chính thì quý vị có thể thấy dao nó cũng không đồng, nhìn ở góc độ này thì quý vị có thể thấy nó không đồng đều. Nhưng mà nếu mà nhìn theo có mắt của kỹ thuật thì cái dao nó sẽ được đi vào góc này trước này. Góc này khi băm nó sẽ đi vào trước, sau đó đến góc này. Nó tạo ra một cái lực băm chéo. Lúc đó thì cái băm các cái nguyên liệu cứng từ thân cây cỏ gốc già nó sẽ dễ dàng hơn. Sau khi đã điều chỉnh khoảng cách dao, hai con dao đều thì chúng ta sẽ tiến hành dùng cờ lê và siết chặt lại các góc bắt dao. Và trong quá trình chạy máy thì chúng ta có thể là thường xuyên kiểm tra xem ốc bắt dao nó có được cố định chắc chắn hay không, hay là nó có bị lỏng ra không để điều chỉnh lại. Thông thường thì trong cái quá trình mà khách hàng sử dụng con dao này ấy,
Thì theo anh thì khoảng trong bao lâu thì chúng ta nên siết dao lại đối với những khách hàng mà thường xuyên sử dụng? Với các khách hàng thường xuyên sử dụng, chúng ta nên kiểm tra thường xuyên. Trước quá trình băm, chúng ta có thể mở ra kiểm tra. Ví dụ là trong này, trước khi băm, chúng ta mở ra kiểm tra một lượt để đảm bảo khi mà chạy máy thì nó sẽ không bị những cái trường hợp đáng tiếc xảy ra. Và vừa rồi thì kỹ thuật viên cũng đã hỗ trợ cho Thu Ngân, và Thu Ngân cũng đã đặt các câu hỏi giúp kỹ thuật viên có thể dễ dàng giải đáp, giúp những quý vị khách hàng đang có nhu cầu về quá trình thay lắp và bảo dưỡng dao. Vậy thì cái quá trình của chúng ta đã hoàn tất rồi. Thì bây giờ còn một câu hỏi nữa mà khách hàng muốn gửi tới anh là sau một cái quá trình dài sử dụng này, và trong cái quá trình mà khách hàng thường xuyên sử dụng máy, thì làm thế nào để giúp máy bảo dưỡng và cái duy trì cái hoạt động của máy luôn được ổn định và hạn chế cái sự mà hao mòn hoặc là cái những cái bánh răng trong cái quá trình hoạt động nó bị khô hoặc kêu trong cái quá trình sử dụng lâu dài? Trong quá trình sử dụng lâu dài và thường xuyên thì chúng ta nên thường xuyên kiểm tra và tra dầu nhớt và những cái xích tải ở đây để quá trình chạy máy nó được hoạt động trơn tru. Thì ngoài cái tra dầu mỡ và cái băng xích tải này, thì thông thường những cái máy băm cỏ này nó sẽ có một cái bộ phận cối bi ấy, thì mình có những cái hạn chế hay là những cái lưu ý gì đối với cái cối bi này hay không? Thì với những dòng băm cỏ thì đặc thù thì là những cái cối bi đấy thì ta nên hạn chế là xả nước trực tiếp vào, và những cái nguyên liệu mà quá ẩm ướt thì chúng ta cho vào nó có thể nó sẽ ảnh hưởng đến cối bi. Chúng ta sẽ hạn chế để nước vào quá trình chạy và thường xuyên bảo dưỡng tra dầu nhớt vào. À, vừa rồi thì là một số góp ý và lưu ý mà kỹ thuật viên của Bình Quân đã đưa ra để giải đáp cho những quý vị khách hàng sử dụng máy đang có nhu cầu muốn bảo dưỡng hay là muốn chăm sóc máy ngay tại nhà mà không cần phải gửi trực tiếp lên xưởng để bảo hành. Và vừa rồi thì em cũng rất cảm ơn anh thì đã hỗ trợ em trong cái quá trình này, và giờ gửi tới những quý vị khách hàng video ngày hôm nay, mong rằng quý vị hãy theo dõi video và ấn một nút đăng ký kênh hoặc một nút like nếu như thấy video này hay. Thì đây thì thời lượng video cũng đã tới hồi kết thúc. Nếu như quý vị có bất cứ thắc mắc cần giải đáp nào thì có thể để lại ý kiến của mình ngay phía dưới phần bình luận hoặc liên hệ thẳng trực tiếp tới các nhân viên tư vấn để kỹ thuật viên sẽ gọi điện hỗ trợ cho quý vị ngay lập tức. Đến đây, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau.